Rồi, trạng bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Mình nay ngày 28 tháng 4, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có gia nhật, kim vít, trà phục kiến, hải châu thành phẩm, nhầu, dúi, bạch sơn liễu và một cây túc đột đỏ. Rồi mà số 1 là một cây túc nha mà anh em. Cây rất là già nha, cây gian thú nè, bờ đớ của nó rất là dựng gian nha. Rồi em đo cái vành là 31 nha, vành gốc 31, chiều cao 33, vành gốc 31, chiều cao 33, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 50 nha. Cây túc đột đỏ mã số 1, giao lưu anh em là 750k bao ship nhé. Cây rất già nha mấy anh em, 750 em bao ship. Dòng này trái năm ra lúc ngút trong thân rất là đẹp nha. Rồi qua mã số 2 là một cây bạch sơn liễu. Dòng này là nó ra hoa trúng Tết nha mấy anh em. Một năm là ra hai mùa, mùa hè và mùa xuân. Mùa xuân thì nó sẽ nở trúng Tết. Rồi em đo cái vành vành gốc nhé, là 43, chiều cao 60. Vành gốc 43, chiều cao 60. Tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 58 nhé. Cây mọc cốt hai thân, cây nụ cục này, cây rất già nhé, nụ cục nha mấy anh em. Cây bờ đỡ trải. Dòng này anh em lạc lá trước Tết một tháng là cây nó sẽ ra hồ trúng Tết nhé. Rồi 370 em bao ship, 370k bao ship cây thành phẩm nhé. Tây cành, cây này em mới sẽ kiểm ra nha. 370 bao ship, cây này anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bó cẩn thận gửi cho anh em nha. Bên em là chậu xi măng là không có ship nhưng mà anh em. Rồi qua mã số 3 là một cái rợ dúi nha. Cây đã được đi dây định hình hết nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 21, vành gốc 21 nha, chiều cao 25, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 40. Rồi cây dúi mã số 3, giao lưu anh em là 270 bao ship nha, 270 bao ship. Rồi qua mã số 4 là một cây trà phục kiến nhé, cái củ củ này nó nu cục này nha mấy anh em, vườn củ rất to nha, nó nu cục nha. Đây mặt bên đây là mặt bên đây là có mấy cái có cái mặt cách mà nó đã kéo xẹo liền xẹo hết nhé, không sao hết nha mấy anh em. Mặt cách củ này nu cục bờ đớ trải nha, củ này rất là to nha. Bên đây thì nó nu cục, nu bướu lên nha. Rồi em đo cái vành là 42, chiều cao tính từ mặt chậu nha, lên cho tới cái cục rừng này là 20 nha. Tàng ngang từ sau đây, tới trước đây là 40. Rồi 4.8 em bao ship nha. Củ này rất to nên là cái bầu to, nặng từ ship cũng rất cao nha mấy anh em. 4.8 bao ship, cây trà phục kiến mã số 4. Rồi qua mã số 5. Mã số 5 là một cây nhầu nha, cây thân co lách nha, cây bờ đớ nè. Nhầu thì mình vừa chơi cảnh mà cái quả của nó rất tác dụng nha. Cái thở mình ngâm rượu uống cũng rất là hay nha. Quả nó ăn cũng rất là ngon nha mấy anh em. Cây đang chờ quả trên cây nè. Rồi cây nhầu này em đo cái thông số là vành 8 cm nha, chiều cao 50, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 45. Rồi cây nhầu mà số 5, giao lưu anh em là 320 bao ship nha, 320 em bao ship. Rồi qua mã số
xéo, còn là một cây nhầu nha, cái này lớn hơn. Rồi em đào cái quanh là 9 cm nha, chiều cao 60, tàng ngang cũng là 60 nha, cây đang cho quẻ này. Rồi cây nhầu mẹ số 6 giao lưu anh em là 350 bao ship nha. Cây này anh em nào lái thì em cũng đẹp chậu, bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. 350 em bao ship cây bờ đỡ trái. Rồi qua mẹ số 7 là một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Hải châu sông cầu. Dòng mà lá này. Lá đây gần như là mo nha. Mò nhưng mà mò ít thôi nha mấy anh em. Cây già đọt hết, chuẩn bị cho hoa nè. Cây này là chuẩn bị cho hoa nè. Đây, hoa nó cũng đang cho đây nha mấy anh em. Hoa nó nè. Cây này chuẩn bị cho hoa nè. Cây rất già nha, cây thành phẩm hết nha mấy anh em. Cây này em đứng xe rồi em quay cho anh em xem nha. Cây thành phẩm nha, cây mọc cốt ba thân, cốt bay nha mấy anh em. Một cốt ba thân. Rồi, quay mặt bên đây cho anh em xem. Cây cục bay. Cây đã thành phẩm nhé. Cây đây là sạch kiểm, không còn kiểm, không còn dâm nữa nha mấy anh em. Bộ đớ nó rất khủng đi. Rồi em đo cái thông số cho anh em xem. Em đo tổng cái quanh gốc đây nha. Tổng cái quanh gốc là 86. Còn cái quanh eo thân trên đây nha là 38, thân lớn là 15 cm, thân nhỏ 12 cm, thân nhỏ nữa là 10 cm nha. Bày cái dàn xương cho anh em xem nha, cây sạch kiểm hết nha mấy anh em, cây sạch kiểm hết, không còn mày cắt đó gì nữa hết nha. Bờ đớ là anh em khỏi phải bàn, rất là dũng dàng nha, một cục luôn. Hoành 86, hoành eo thân là 38, hoành thân 15 12 10, chiều cao là tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 70, tàng ngang từ bên đây qua bên đây cũng là 70 nha, chiều dài từ sâu nó dài tới trước là 90 nha. Cây thành phẩm, quay tổng thể cây cho anh em xem nha. Cây thành phẩm nhưng mà anh em. Rồi, cây hải châu mã số 7. Giao lưu anh em là 4 triệu bao ship nha. 4 triệu em bao ship. Cây này anh em nào lái là em ship kẻ chậu luôn. Chậu này trị giá hơn 400 nha. Chậu này tầm 4.2 nhưng mà anh em. Anh em nào lái là em ship kẻ chậu luôn, 4 triệu em bao ship. Rồi qua mẹ số 8 là một cây trà phục kiến. Cây cốt rất lật nha. Em đo cái quanh là 26, chiều cao 25, tàng ngang 40. Rồi cây trà phục kiến mẹ số 8. Giao lưu anh em là 250 bao ship nha, 250k em bao ship. Rồi qua mẹ số 9 là một cây kim vít. Dòng này là cái quẻ của nó là mình uống trị ho rất là hay nha mấy anh em. Cây này đang cho quẻ rất sai nè. Quẻ rất sai nha. Cây quẻ này cục cục luôn nha mấy anh em. Quẻ to. Em đo cái quanh thân là 6 cm, chiều cao 50, tàng ngang 60, 370 em bao ship. 370k bao ship cái kim vít mẹ số 9. Rồi qua mẹ số 10 là một cây da nhật. Cây này anh em giờ trồng đổ xuống cũng rất là đẹp nha. Này, cây rất da. Cây cành rất da nha. Rồi em đo cái quanh là 13 cm, quanh thân 13 cm, chiều cao 27, tàng ngang từ bên đây qua bên kia 40, chiều dài từ bên đây dài tới trước đây là 50. Cây gia nhập mẹ số 10. Thằng co lét nha. Cây gia nhập mẹ số 10. Giao lưu anh em là
300 bao ship. 300k bao ship. Rồi qua mã số 11 là một cây dúi khá to nha. Cây này khiêng không nổi nên là bỏ ngô xe nha. Em ra xe em quay cho anh em xem nha. Đây. Cây khá to nha mấy anh em. Rất là nặng. Cây này to cây rửa nha. Rất là cao nha. Cây này cây rửa này cao 1m4 nha. Tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1m4 nè. Hoành gốc là 36, hoành thân là 16cm nha. Chiều cao là 1m4, tàn ngang 60. Cành rớt từ ở trên đây nha mấy anh em, nó rớt xuống ở dưới đây là 1m15. Cây này dáng quen nhân nha, thân co lét tự nhiên nha. Dúi cây rửa dúi da trắng nha mấy anh em. Thân co lét tự nhiên. Cái này em mới có xả kiểm ra, anh em giờ vô kiểm bị chỉnh sửa lại nha. Cây nuôi rất lâu, tay cành rất dè nha. Thân co lét tự nhiên luôn. Tay cành nuôi to bằng ngón tay cái, to hơn ngón tay cái nha. Dúi da trắng. Này, cây này nó đang cho quẻ nha. Quẻ đấy nhưng mà anh em, bữa trước là quẻ rai rai này, chín rai rai hết rồi nha. Đây con quẹ đây, quẹ đây, cành rớt rất là dài nha, từ trên rớt xuống là tầm 1m15 nha mấy anh em về vô dây chỉnh lại nha. Cây quen nhân này. Cây này quen nhân rất là thật nha. Rỡ này nó lách tự nhiên rất là ngờ thật. Chiều cao có 1m4 nha mấy anh em. Cây này cây quen nhân này cao tăng cao rất là hay nè. Rồi 2 triệu em bao ship nhé. 2 triệu bao ship. Cây này anh em nào lái là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Mấy cây này là tiền ship nó rất là cao nha. Tiền ship rất là cao nha mấy anh em. 2 triệu em bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.